Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, đã kết hợp đầu tư và định cư theo chương trình AB5 nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp cao và kinh tế chậm phát triển tại một số khu vực địa phương, với yêu cầu đầu tư 500.000 đô la Mỹ vào một dự án mới được chính phủ Mỹ phê duyệt, chứng minh nguồn vốn, chứng minh rằng dự án đã tạo ra 10 việc làm cho người lao động tại Mỹ. Tại Việt Nam, đang ngày càng có nhiều người quan tâm đến chính sách đầu tư định cư và thị thực theo chương trình này. Theo số liệu từ đại diện Global Resident LLC, tại Việt Nam có hơn 200 công ty môi giới về đầu tư và định cư, và con số đó cũng sẽ tiếp tục tăng lên mỗi ngày. Cũng chính vì nhu cầu ngày càng cao như vậy đã dẫn đến nhiều mối lo cũng như rủi ro cho nhà đầu tư như về vốn đầu tư, sự kéo dài của dự án. Lựa chọn dự án rất là quan trọng. Ví dụ một dự án chưa thi công gì cả và một dự án đã thi công 80%, thì tất nhiên là cái dự án chưa thi công là nó sẽ rủi ro cao hơn rất là nhiều. Cái lời khuyên quan trọng nhất Kenneth có thể cho các nhà đầu tư Việt Nam là luôn luôn làm việc với mấy bên mà có giấy phép của nhà nước. Tại vì mai nay mà có chuyện gì xảy ra đó, có thể mang ra tòa nước Mỹ để xử lý. Hiện Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng hàng đầu cho đầu tư AB5. Nhiều chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên tìm hiểu thật kỹ thông tin chương trình AB5 cũng như các dự án đầu tư khác trước khi đưa ra quyết định. Theo Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ, nếu năm 2014, Việt Nam chỉ có 127 đơn I-526, thì trong 10 tháng đầu năm 2018, Việt Nam có 761 đơn I-526 xin cấp thẻ xanh theo chương trình đầu tư định cư EB5, đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Ấn Độ, và con số này đang ngày càng tăng lên. So the Vietnam market is a really big market right now, and in the future we see this market really developing and going further. We see as growing a market, and hopefully legislation will change and the wait times will be less, and so many more people can take advantage of this program. But we are very